Đây là tủ lạnh Tatung nhá bạn nhá. Dung tích là 50 lít. Mẫu tủ mini. Nói chung là tủ thì nó nguyên zin như là lúc mới mua thôi. Nó chỉ có những cái vết như kiểu vết băng dính thôi, dính lại, nhưng không có cái gì cả. Nhìn rất là đẹp. Đây, mình mở bên trong đấy nhá, hãng Tatung nhá. Đây, ngăn đá thì có một chỗ đựng đồ như này nhá. Đây giòn cao su nhìn rất là mới, khá là mới. Để bên trong nhìn mới sạch sẽ. Đây tủ đang cắm điện nha. Ngăn trên này ngăn đá này, bây giờ cũng rất là lạnh luôn. Làm đông đá ngăn này nhá. Còn từ đây chỉ xuống ngăn mát này. Đấy, ngăn mát thì nó có một tầng nha. Hai tầng. Cái này cái hốc nhá. Đấy, cái này cái hốc để đựng đồ nó phải trôi ra thôi. Vấn đề nút điều chỉnh của cả tủ đấy nhá. Đấy, nó có cái mũi tên ở đây, mình chỉnh số mấy thì mình ấn vào đấy. Còn đây là hướng dẫn sử dụng này. Tủ hoạt động rất là êm, mà bên mình cam kết là ga lốc nguyên zin, có ship và bảo hành tại nhà cho các bạn, nên các bạn yên tâm mua về chỉ việc sử dụng.